Hellcat. Xin chào cả nhà đã trở lại với gia đình của Don. Hôm nay mình đi chợ à. Giống như là hành phi nè, đủ thứ loại, gì cũng có. Ngày xưa thì nó chưa có mấy cái mặt hàng nhập qua thì thiếu thốn, chứ bây giờ khỏi nói nè, cái gì cũng có. Đây là cái dàn mắm nè, đây là cái cốt để ăn phở quá, đó này, cốt để ăn phở. Cái loại gia vị đây, mắm, mắm ruốc, bún bò Huế, mắm cá lóc, mắm cá lóc trộn đủ đủ luôn, có sẵn luôn. Đây là mắm mắm tôm, mắm ruốc Huế, đủ thứ hợp. Nói chung là cái gì mình cũng, cái gì cũng có hết. Lên bây giờ bên này ăn gì con? Baby bên này nè, baby đây. Đây baby đây, đây nè, qua một thằng không biết. Đây một hai ba rồi ơi, bánh kẹo mà trộn lắm, mình có thanh long. Hello, hello, cái người mới tập lái hôm bữa, bây giờ đầu còn lái rồi. Bắp. Bữa thi, bữa đó đúng là thi một lần là đậu luôn á, không có cần thi lần thứ hai luôn. Đúng là thi vô học, thi lý thuyết một lần đậu, rồi thi thực hành có một lần đậu luôn. Này, bắp nè, bắp nếp. Nghĩa là sweet corn, bắp ngọt. Bắp này nó ngộ nè, hồi đó giờ mới thấy luôn. Nó đang thui à, bắp nếp mà không biết của nước nào đây. Ồ, cái bắp này nó nấu rồi, nó đã nấu trước rồi, màu đen đen ngộ à. Đây là khoai mì nó chà sẵn ra về làm mà nấu chè khoai mì rồi, đủ thứ loại. Thanh long thì nó hơi nhỏ không đẹp lắm. Hai trái xài, không biết xài gì đó, xài Thái, xài gì đó không biết. Này thì đường phèn. Đúng rồi, đường phèn. Đường thốt nốt cái gì đó, cái đường thốt nốt. Như là lâm đường. Đây là cái đội mắm. Mắm bạch, mắm tràng, mắm gì cũng biết, mắm tràng sai, mắm Thái y, mắm thái đu đủ, đủ thứ loại hết. Ngày xưa trước khi qua Mỹ người ta hay nói qua ăn đi, ăn mấy cái này đi, chứ qua Mỹ không có để ăn. Bây giờ thôi khỏi nói, mắm đủ thứ, có cái mắm cá lóc đó nè, mắm là mắm gì ta, mắm lóc, mắm cá lóc mà nó là thái thịt ra rồi. Có tỏi ngâm, ngó sen. Cái này là măng, cái này mình là măng, đủ thứ loại hết. Giờ không có cái gì mà không có, muốn ăn là vào chợ có đầy. Cái chợ này chuyên bán đồ của giống như người châu Á thôi, đồ của châu Á thì nó chuyên gì những cái loại này. Tương lạ, tương cự đà, không biết cái gì luôn. Nãy giờ mình nói đi kiếm bánh tráng trộn, không biết kiếm được chưa. Nè, cái đi vòng mà chưa kiếm được. Mình kiếm bánh tráng trộn được chưa? Ăn chứ ăn đó. Gì con? What happened? Cuốn thì nữa, em không biết có ngon không. Ăn cứ cuốn giống cuốn của cô Chính mua bữa. Cuốn của Chính là cái này nè. Này bánh tráng trộn này. Làm nó bán các sản phẩm. Thôi chắc để em mua. Quay cho con hả? Hả? No, là mình đi giờ mua đồ ăn. No, không có nấp, nấp người ta xong. Con mình nấp người ta bắt con làm sao? Con này nó ở chung
ơi, nó bại trò. Ba Nani đâu? Ủa Nani đâu rồi? Ba ở đây. Ủa Nani đứng đâu rồi ta? Nani đứng đâu mà không thấy nó vậy ta? Ủa Nani ơi. Nani à? Đây kia. Bánh tráng trộn nè. Rồi bánh tráng nè. Bánh tráng cuốn ớt với cá rồi đó. Bánh tráng tôm. Hay gì loại bịch á thì nó lại có cái này nữa nè. À. Này. Ờ, giống giống mà. Cũng giống nhau mà. Để tráng trộn làm đủ hương vị cho mình. Con rút nè. Baby. Gì con? Con mới sẵn. Sẵn. Lobster. Về nhà là mình tự luộc trứng cút hoặc gà rồi đó mình để bỏ vô. Gì con? Con muốn lobster. Con muốn lobster hả? Lấy trứng cút. Nhà mình hết trứng cút rồi đó. Ok, chút kiếm. Baby lobster. Mấy tráng trộn mình mua về nhà trộn ăn. Có đủ thứ hết. Mì. Đây miếng. Miếng cơm vi phong. Hay xì cúc. Không biết nữa, bữa nó nói miếng vị gì đó không biết giờ có nên mua không. Ui da. Ờ. Đau quá. Wow. Không đâu gửi được đâu. Nãy baby sơn thử. Không có sơn. Nếu mà vô mấy cái tiệm mà chiên của Mỹ giống như Walmart á thì chỉ thấy những cái mà đồ ăn của Mỹ thôi. Phần nào đó của Việt Nam thì một châu Á thì một phút một khu thôi. Không có nhiều. Ở đây con. Đây là nhãn nè. Nhãn sấy khô. À. Giải, trái giải, li chi, lệ chi, sấy khô. Này táo, này trái táo tàu. Trái táo tàu. Nói chung là hương liệu mình muốn làm gì cũng được, xăm bổ lượng rồi đó. Muốn làm gì cũng được, cũng có để làm. Cũng có. Cái này cái gì ta? Đó chi. Rất 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 ơi. Bơm hơi vô miệng con hả? Con này thì nhãn nó lọc ra rồi. Đang châu đâu? Nó Di lại đây con. Di ơi. Đây là hương liệu nấu chè. Đủ thứ loại hết á. Bột khoai, bột bán này. Bột khoai, bột bán. Mùi trà xanh. À, anh thích trà xanh ăn. Anh thích trà xanh. Cái em nấu trà xanh này ra được cái em nào trà xanh không ta? Có em trà xanh đứng kế bên. À, không em trà xanh nó còn baby quá. Nấu em trà xanh nè. Nấu cho anh trà sữa mà ra cho anh em một cái em trà xanh này. Cái này gì đó ta? Bột trái xài. Mango. Nó làm sẵn hết nè. À, cái này là trân châu đen á, sweet trân châu đen. Đủ thứ loại màu. Anh nhìn đi cái này nó còn bự dữ nữa. Nhớ về phải tự nấu không? Ừ. Đây, một giải luôn, nấu chè, bánh các loại. Bột đủ thứ. Bột có làm sẵn cho mình hết. Bột này bột gì đây? Bột làm bánh cuốn. Có nè. Không có gì mà không có. Baby. Ui da, đau. Núm cá loại, núm. Là bột làm bánh xèo nè, thấy không? Bột làm bánh chiên gì đây? Bánh chiên Triều Châu, bột chiên Triều Châu, kim tự tháp. Bánh là bột làm bánh bao. Không có gì mà không có. Chị sợ có thời gian làm thôi. Bột đủ thứ hết. Bột năng. Nói chung là bên này cái gì bột gì cũng có. Cái gì bây giờ cái loại nào mình muốn làm gì cũng có. Sợ không có thời gian mình làm thôi.
đi làm từ sáng tới chiều, chủ nhật nhiều khi ở nhà nghỉ cũng không đâu có đeo được đâu, ở nhà nghỉ cũng phải nhiều khi cũng phải đi mua này mua kia, cũng không có thời gian rảnh để nấu này nấu kia, cái lại làm cả tuần. Màu tím hay màu xanh gì cũng được. Okay. Em sợ nấu, em sợ nấu cà xanh cho anh, mày ăn kiếm cà xanh hả? Mỗi năm là tới Trung thu ha, rồi chưa tới Trung thu nhà mình ăn khoảng 4-5 hộp cũng vậy nè. Ăn từ lúc mà nó bán tới mà Trung thu luôn chắc khoảng chục hộp. Hôm nay thì nó không ngon bằng Việt Nam đâu. Mà hộp này chắc khoảng cái hộp này 25-26 đồng, 25-99 với 26 đồng hộp. Hộp này khoảng 600 ngàn thì Việt Nam. Nhưng mà so với Việt Nam thì ăn nấu ngon bằng đó. Bên đây thì đa số là thập cẩm, hộp này hộp kia thôi, chứ nó không có mà nhiều loại. Cũng có người bán nhưng mà chỗ khác, chỗ xa, chỗ này thì nó không có bán. Chỗ này nó bán mấy cái loại giống như là hạt sen, hai trứng vậy thôi. Việt Nam mình gà quay, thập cẩm, gà quay, bầu ngư di cá, các loại đủ kiểu. Đây mít nè, mít rất là nhiều luôn. Mít khóm các loại đủ thứ hết. Ổi nó, anh cho đây có bán ổi. Ổi thì không biết bao lâu nhưng mà nó hơi mềm mềm, nhìn nó cũng ngon mà hơi mềm mềm. Rồi chôm một thùng thì 24 đồng, một thùng thì khoảng 500 ngàn, hơn 500 ngàn thùng. Các loại thanh long vàng, thanh long đỏ, thanh long vàng, có măng cục nè, măng cục này như đây, măng custin 12 đồng một bịch, bịch chục trái 12 đồng rẻ, chục trái 12 đồng. Nhãn khoảng 5 đồng một thao, nửa ký. Nhãn này ngon, nhãn cái này nhãn được bự bự thôi. Thử trái đi, ăn thử trái cũng ngon. Rồi nhìn lọn mà 12 đồng một thao, một bịch này cho 20 mấy đồng, tại một bịch này cho khoảng 2 thao. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi tới giờ phút này, nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để mình có thể làm nhiều video nữa. Cảm ơn.